Bốn con giáp này cấm sông nhà năm 2024, kẻo tán gia bại sản, đại hạn triền miên, vỡ nợ, trắng tay. Quý thiên chủ thân mến, sông đất sông nhà vào đầu năm không chỉ là một cái tục lệ lâu đời, mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, cũng như là các quốc gia ở phương Đông. Sông đất đầu năm xuất phát từ cái mong muốn có một cái năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông. Người được chọn sông đất hay là đạp đất phải là người có tính tình hào phóng, có cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định. Bởi người xưa quan niệm rằng người sông đất chính là cái người mở cánh cửa mang tới cái may mắn và tài lộc suốt cho một cái năm dài cho cả gia đình. Người mà gia chủ muốn tránh sông đất là những người khó khăn, kiệt sĩ, nghèo nàn, không có công ăn việc làm ổn định. Vì đầu năm những người như thế mà đến sông nhà ấy, theo phong tục tập quán thì là mang những điều xui xẻo, xui rủi và vận hạn đến cho gia chủ. Thế nên gia chủ rất sợ những tuổi này đến nhà vào năm mới. Dựa vào quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành thì quý tín chủ có thể lựa chọn những cái tuổi hợp để sông nhà sông đất trong năm 2024. Và trong năm 2024 ấy, thì thầy phong thủy có chỉ rõ bốn con giáp sau đây sẽ khiến gia chủ sợ tím tái mặt mày khi mà không may bốn tuổi này vào sông nhà mình. Gia chủ muốn tránh thật xa vì cái độ xui xẻo của họ. Xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông tìm hiểu xem đó là những tuổi nào ngay trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, về cái việc chọn tuổi đầu năm ấy, chọn tuổi nào đầu năm sông nhà thì Tử Thông cũng đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dựa vào cái khẩu quyết là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn. Những cái tuổi hợp thái tuế thì là những cái tuổi mà gì? Có địa chi hợp với thái tuế và thiên can hợp với mệnh chủ. Thì Tử Thông đã làm những cái video về chọn tuổi sông nhà ở những cái video trên ấy, quý vị có thể xem lại để biết được chọn cho mình những cái tuổi đẹp nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị về bốn con giáp mà gia chủ rất sợ khi họ đến không nhà. Không phải là vì họ xấu đó, mà là vì cái vận khí nó không được tốt đối với họ. Nên là xung với tuế niên, nên là họ đến sông nhà sẽ mang lại những cái điều không may mắn, xui xẻo, thậm chí là dẫn đến chuyện vỡ nợ trắng tay. Vì thế mà quý vị không nên chọn những cái tuổi này đến sông nhà vào cái dịp đầu năm mới. Thì con giáp đầu tiên xui xẻo mà chúng ta không nên chọn làm tuổi sông nhà thì đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, căn cứ vào một cái mối quan hệ của bản mệnh và lưu niên giáp thìn, cũng như là các hệ thống sao chiếu mệnh và định đoán cát hung từ các phương diện như là công việc, tiền bạc, tình cảm hay là sức khỏe, thì cái vận hạn của những người tuổi Mão trong năm 2024 năm giáp thìn ấy, thì được gặp cục diện là lục hại thái tuế. Thì tử vi của những người tuổi Mão năm 2024 năm giáp thìn cũng chịu ảnh hưởng của cục diện là thìn Mão là lục hại, đúng không? Vậy nên con đường công danh sự nghiệp vẫn còn nhiều cái chông gai và thử thách. Lúc này thì rất cần cái sự bền tâm bền trí của những người tuổi Mão thì mới mong thắng được cái số phận khắt khe đối với mình trong năm 2024. Vậy nên đây là một cái tuổi không tốt mà chúng ta sẽ không chọn làm cái tuổi sông nhà trong năm 2024. Vì thế quý vị cần phải tuyệt đối lưu ý. Chúng ta cùng xét một chút về cái vận thế của những người tuổi Mão trong năm 2024. Thì quý vị thân mến, nói chung ấy, tử vi tuổi Mão năm 2024 được nhận định đó, năm Giáp Thìn là một năm tiềm tàng nhiều những khó khăn, nhiều cái thách thức với những người tuổi Mão. Mặc dù đã dễ thở hơn so với năm 2023, cục diện lục hại thái tuế nó án ngữ, lại có nhiều cái hung tinh nó chiếu mệnh, sẽ luôn có những cái điều phiền toái ngoài ý muốn nó thường trực. Thì đây là cái thời điểm mà ưa tĩnh tránh động và quý vị nên là nằm yên để chờ thời. Nếu không rèn luyện cái ý chí tốt thì đương số sẽ cảm thấy áp lực rất là lớn. Một số ít có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần của gia chủ. Do đó quý vị hãy tự nhủ phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gặp khó khăn thì đừng chỉ lùi bước mà hãy tìm cách giải quyết kịp thời. Nếu cần thì cũng có thể nhờ người quen, nhờ các mối quan hệ xung quanh để giúp đỡ. Bên cạnh đó, về công danh sự nghiệp của những người tuổi Mão thì năm 2024 ấy, nó được dự báo là cũng không tốt. Vừa kết thúc những cái rắc rối của năm 2023 năm Quý Mão, những tưởng bước sang năm 2024 sẽ mở ra những bước phát triển mới, nhưng mà cũng khá là đáng tiếc, năm Giáp Thìn lại tiếp tục là một cái giai đoạn đầy khó khăn và thử thách với những người tuổi Mão. Vận thế vẫn chưa được ổn định. Thì đây là cái năm mà những người tuổi Mão chịu nhiều cái tác động tiêu cực từ cục diện lục hại là gì? Mão và Thìn là lục hại thái tuế. Là cái lúc mà gì? Hung tinh nó án ngữ, công việc xuất hiện nhiều cái vấn đề rắc rối, vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian hơn. Trong thời gian này quý vị cũng nên nhớ làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu đến cuối, ưu tiên hoàn thành những cái nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những cái điều xa xôi,
chưa phù hợp ở cái thời điểm này. Vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến thì những người tuổi Mão cũng đã gì có một cái nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, cái tham vọng mạnh mẽ khiến cho bản mệnh không cảm thấy đủ và luôn muốn có nhiều hơn và đứng ở cái vị thế cao hơn. Cái tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến cho những người tuổi Mão sẽ nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt bất chấp hoàn cảnh. Điều này có thể gì giúp bạn đạt được cái mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài nó sẽ gì gây hại, thậm chí là vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm về pháp luật. Thưa quý vị, không ai có thể giúp các bạn ngoài chính các bạn. Cần phải tự mình điều chỉnh lại cái tâm lý, biết được điều gì nên làm và không nên làm vào cái thời điểm này. Khi mà cái vận khí nó sa sút như năm nay, thì nhìn chung ấy, quý vị nên tĩnh thay vì động, chờ thời là thích hợp nhất trong thời gian này với những người tuổi Mão. Bên cạnh đó thì cái vấn đề tiền bạc tài lộc của những người tuổi Mão trong năm 2024 ấy, thì lại bị cả gì cái cục diện tương hại nó án ngữ đấy, lại bị những cái hung tinh nó chủ về đào hoa như kiếp tài nó chiếu mệnh, nên là cái chuyện tiền bạc thất thoát cũng khá nhiều, thu thì chẳng là bao nhiêu mà chi lại gì như muối bỏ bể đó. Trong năm 2024 thì cái khả năng kiếm tiền của những người tuổi Mão cũng rất yếu. Dù những người tuổi Mão có tham vọng và cũng không chấp nhận cái cuộc sống tầm thường, luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm cái thu nhập cho mình, nhưng mà cái may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên bản mệnh vẫn không có cách nào để gì có nhiều tiền vào trong tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng nên xem xét các phương án đầu tư ổn định, chẳng hạn như là các khoản đầu tư dài hạn hoặc là đa dạng hóa các nguồn đầu tư để giảm thiểu cái rủi ro do biến động của thị trường nó mang lại, và cũng tránh những cái tổn thất khi mà bỏ hết trứng vào một giỏ. Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì bản mệnh những người tuổi Mão ấy tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy những người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người thì đều có một cái thế mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với các bạn. Vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình ấy, thì khối tài sản của những người tuổi Mão có thể có được trong vòng 1 năm là điều mà ai cũng phải là ghen tị. Nhưng ấy, cái tầm nhìn của các bạn có phần là hạn chế trong thời gian này, nóng nảy do cái điều kiện khách quan lẫn chủ quan trong năm nay. Thường thường ấy, chỉ nhìn thấy món lợi nhỏ trước mắt, bỏ qua những cái cơ hội tiềm năng về lâu dài. Thì đây là một cái điều vô cùng đáng tiếc mà bản thân những người tuổi Mão cũng cần phải rút kinh nghiệm để kiếm tiền. Đấy, kiếm tiền về tay mình được nhiều hơn. Bên cạnh đó, vận trình nhân duyên gia đạo của những người tuổi Mão trong năm 2024 ấy, thì nói chung ấy, cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện là lục hại thái tuế nó mang lại. Các mối quan hệ thì xấu đi, tình yêu thì lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi các bạn phải có nhiều cái nỗ lực và cái kiên nhẫn hơn. Bên cạnh đó lại có cái hung tinh trực phù nó chiếu mệnh trong năm, nó cũng khiến cho tâm tình của những người tuổi Mão dễ bị cáu kỉnh, đa nghi. Đó là cái lý do mà cái niềm tin trong các mối quan hệ của các bạn ấy sẽ gì gặp nhiều cái thử thách chông gai trong năm 2024 năm Giáp Thìn này. Khi mà có vấn đề nảy sinh thì các bạn không sẵn sàng tin tưởng và chia sẻ với đối phương để cùng nhau tháo gỡ. Thay vào đó, các bạn thường áp đặt, buộc tội và phán xét chính người mình thương yêu nhất. Cách hành xử vô lý như vậy sẽ gây ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái hiểu lầm giữa hai người. Cuối cùng chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là tình cảm bị rạn nứt, thậm chí là có thể dẫn nhau ra tòa, ly hôn. Những người đã kết hôn thì cũng có một số cái suy nghĩ tiêu cực. Có thể trong cái tiềm thức của các bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm những điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thì thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành mà canh cũng chẳng ngọt. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, thậm chí là động tay động chân trước mặt con cái. Những cái sự việc như vậy sẽ gây ra những cái ảnh hưởng tiêu cực, nghiêm trọng đến cái hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra những cái vấn đề tâm lý cho trẻ nhỏ. Đối với những cái vấn đề tình cảm trong năm nay thì những người tuổi Mão được khuyên là nên duy trì cái lý trí và bình tĩnh, gặp cái vấn đề thì nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm đồm trong lòng một mình và suy nghĩ linh tinh, nếu không ấy, sẽ chỉ khiến cho tình cảm trở nên dễ phức tạp hơn. Với những người độc thân, những người tuổi Mão độc thân ấy, thì dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa nhưng mà các bạn vẫn có thể là mong đợi được những cái cơ hội tốt đến với mình. Có thể tổn thương trong quá khứ vẫn khiến cho các bạn có phần e dè khi mà định bước vào một cái mối quan hệ mới. Song năm nay nhờ cái sự thuyết phục của một ai đó mà các bạn có quyết định từ bỏ cái quá khứ và tự tin hơn vào bản thân mình để bắt đầu một cái hy vọng tình yêu mới. Với cái sự thay đổi tích cực này thì trong tương lai nhất định những người tuổi Mão còn độc thân sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, giàu có và như mình mong muốn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc, hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại, thì những người tuổi Mão trong năm 2024 ấy, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ.
Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi Mão và hóa giải cái cục diện xung sát thị phi trong năm do cái cục diện lục hại thái tuyến và ăn ngữ. Đó. À, thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2024 ấy, bên cạnh về cái tình duyên gia đạo cũng như sự nghiệp nó không phát triển thì nói chung ấy, cái sức khỏe của những người tuổi Mão trong năm nay thì cũng được nhắc nhở là nên cẩn thận trước những cái nguy hại do hung tinh nó tác động. Dù là bệnh nặng hay nhẹ thì đều có thể xảy đến với các bạn trong thời gian này. À, trong cuộc sống thường ngày thì gia chủ tuổi Mão cũng nên chú ý rèn luyện đến cái thể chất và duy trì cái lối sống lành mạnh, tích cực, khoa học để sức khỏe đề kháng và cái khả năng miễn dịch của mình nó được mạnh mẽ hơn. Đó là cái bí quyết để đẩy lùi mọi bệnh tật trong thời gian này. Đặc biệt, sức khỏe tinh thần của những người tuổi Mão cũng nên được chú ý và chăm sóc cho năm nay. Áp lực từ công việc, tiền bạc hay là những cái muộn phiền về cái tình cảm ấy có thể khiến các bạn suy nghĩ nhiều, mất ăn mất ngủ, dễ rơi vào cái tình trạng là lao lực. Quý vị nên suy nghĩ thoáng hơn để cuộc sống này nó trở nên nhẹ nhàng hơn. Với những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao thì quý vị cũng sẽ nên tìm những cái phương pháp phù hợp với mình. Cường độ không nên quá cao, nếu không có thể vô tình gây ra tổn thương về xương cốt và có thể phải nằm liệt giường lâu dài. Những người tuổi Mão có thói quen lái xe cũng nên chú ý về cái độ an toàn và tuân thủ luật lệ giao thông. À, thưa quý vị, đó là những người tuổi Mão, con giáp xui xẻo đầu tiên không nên được chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024 Giáp Thìn. Đó. Và để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Mão thì quý vị cũng nên nhớ nhé, luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên không nên chọn làm tuổi sông nhà. Tiếp theo, con giáp mà cấm sông nhà năm 2024, con giáp thứ hai ấy, chúng ta phải nhắc đến không ai khác, đó chính là những người tuổi Sửu. À, thưa quý vị, bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn thì cái vận trình của những người tuổi Sửu được dự đoán là đầy biến động, có cả những sự phát triển không ngờ tới. Có thể nói trong năm 2024 ấy, tuổi Sửu sẽ đứng trước nhiều cái thử thách và nhiều cái cơ hội. Nói chung ấy, năm Giáp Thìn thì những người tuổi Sửu được các sao tốt như là Phúc Đức, Thái Âm nó che chở, lại thêm cả các thần ấn quan nó nâng đỡ. Dù đã thoát khỏi cái tác động xấu trong năm 2023 năm Quý Mão, tuy nhiên ấy, cái cục diện phá thái tuế nó ăn ngữ, nó khiến cho vận trình của những người tuổi Sửu vẫn có những cái biến động không tốt. Áp lực công việc và cái cuộc sống cũng sẽ nối tiếp nhau. Nếu các bạn không thể dốc toàn lực để giải quyết cái vấn đề thì các bạn sẽ phải gặp phải những cái khủng hoảng bất ngờ trong năm 2024. À, thưa quý vị, những người tuổi Sửu không xấu, họ rất là tốt, nhưng mà cái vận thế nó không phù hợp cho những người tuổi Sửu để được lựa chọn làm cái tuổi sông đất. Vì vậy, quý vị hãy không nên chọn những người tuổi này. Nói chung, xét về cái mặt năm 2024 ấy, thì từ công danh sự nghiệp của những người tuổi Sửu ấy, với cái việc được nhiều cái sao tốt về công danh sự nghiệp nó chiếu mệnh và có chính ấn chính quan nó hỗ trợ, cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Sửu cũng có những cái cơ hội phát triển nhất định trong năm 2024. Tuy nhiên, cái vận khí còn nhiều biến động, đặc biệt là cái cục diện tương phá nó án ngữ ảnh hưởng, nên vẫn có một số cái thử thách không thể chủ quan được. Trong tập thể thì những người tuổi Sửu sẽ thể hiện rõ được cái tinh thần trách nhiệm và cái năng lực lãnh đạo, điều hành đội nhóm, được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, bản tính chăm chỉ cũng được phát huy. Đồng thời, cái sự xuất hiện của một số cái cơ hội và cái đối tác tiềm năng cũng sẽ tạo ra không gian phát triển lớn hơn cho những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, do bản tính thận trọng nên là những người tuổi Sửu ấy đôi khi tỏ ra quá cứng đầu, thiếu sự linh hoạt nên là có thể khiến cho mọi người bị chậm trễ, thậm chí bỏ lỡ cái cơ hội quý giá nó đang đến. Do đó, bản mệnh cần phải điều chỉnh lại cái thái độ của mình sao cho đúng đắn, linh hoạt ứng phó với những cái thay đổi của công việc. Đặc biệt trong nửa đầu năm ấy thì con giáp này được nhắc nhở là nên chú ý đến các mối quan hệ cho cái gì, làm sao trong hài hòa, duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp và gì, cố gắng tránh tranh chấp và cái xung đột với người khác là cái điều cần được ưu tiên hàng đầu. Chỉ cần có tinh thần đồng đội thì mới có thể là giúp bạn đạt được cái thành công một cách nhanh hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh những cái thuận lợi, những cái cát tinh ấy, thì vẫn còn không ít những khó khăn đang chờ đón những người tuổi Sửu. Nhìn chung ấy, những cái cơ hội thăng tiến vẫn chưa có. Đấy, dù các bạn đã cố gắng đặt ra những cái mục tiêu, những kế hoạch cụ thể cũng như có những cái thành quả đáng nể, nhưng mà vẫn chưa thật sự được có sự đột phá. Càng về sau thì con giáp này càng có xu hướng cố chấp, tư tưởng có phần là cũ kỹ, không bắt kịp so với cái sự thay đổi nhanh chóng của cái hoàn cảnh. Nên là gì? Thực hiện hóa cái mục tiêu của bản thân cũng đang khó khăn và trắc trở. Đồng thời, cái hung tinh phá toái nó cũng gây ra không ít những cái bất lợi. Quý vị cần phải đề phòng tiểu nhân có những cái hành động thọc gậy bánh xe hay là gièm pha về cái công việc của các bạn.
Những lúc như vậy thì trạng thái tinh thần nếu mà không đủ vững thì rất dễ suy nghĩ tiêu cực, gia tăng cái bế tắc, thậm chí là căng thẳng quá mức còn dẫn đến stress và gì và trầm cảm. Năm 2024 được nhắc nhở quý vị nên tránh tranh chấp thị phi tối đa với đồng nghiệp và với cấp trên. Đừng quá ganh đua hay là thể hiện bản thân một cách khoe khoang, hậm hĩnh. Dù có muốn nêu quan điểm hay là góp ý với người khác thì những người tuổi Sửu cũng nên lựa lời, lựa chọn cái ngôn ngữ làm sao cho phù hợp. Đừng để lại cái ấn tượng gay gắt, mỉa mai hay là phán xét người khác. Nếu công việc hiện tại của các bạn mà thực sự là không còn chỗ để phát triển và các bạn đã có kế hoạch thay đổi công việc thì các bạn nên xem xét cái tìm kiếm cái cơ hội mới, tìm kiếm cái cơ hội việc làm tốt hơn. Tuy nhiên, nhảy việc cũng đòi hỏi cái sự dũng cảm và cái sự quyết tâm, cũng như là cái khả năng bắt đầu lại từ đầu. Nên là quý vị cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi mà đưa ra quyết định. Thêm nữa, bên cạnh cái vận trình công việc nó cũng có những cái trắc trở, nó khó khăn đó, thì cái vận trình tài lộc, tiền bạc của những người tuổi Sửu trong năm ấy cũng phải đối mặt với ảnh hưởng của cục diện là phá thái tuế. Và cái hung tinh nó mang đến những cái thử thách nhất định về tài lộc và tiền bạc cho những người tuổi, cho những người tuổi Sửu. Nguy cơ gặp tổn thất tiền bạc nói chung là rất là nhiều và nó đến một cách bất ngờ. Một vài cái điểm sáng vẫn sẽ xuất hiện. Trong năm ấy thì nữ giới có phần là may mắn về tài lộc hơn là nam giới, nhờ có sao thái âm nó che chở. Đối với những người tuổi Sửu làm công việc cố định thì thu nhập hàng tháng tương đối là ổn định. Có người kiếm được một số công việc bán thời gian và có cơ hội kiếm tiền khác. Nói chung ấy, những cái thành tích tốt trong công việc sẽ mang lại cho những người tuổi Sửu cái thu nhập tăng trưởng ổn định và có thể gì thu được thêm cái lợi nhuận về tài chính. Tuy nhiên, năm 2024, các bạn nên ưu tiên cái công việc của bản thân và không ngừng nâng cao cái năng lực, cái kỹ năng chuyên môn của mình một cách tốt hơn. Hơn là ôm đồm quá nhiều việc, phân tán cái sức lực cho quá nhiều việc cùng một lúc. Quý vị đừng mù quáng tìm cách tăng cái thu nhập, mà thì hãy tập trung vào phát triển cái con đường sự nghiệp của các bạn. Đối với những người tuổi Sửu mà đang làm công việc kinh doanh buôn bán thì nên thận trọng khi mà mở rộng cái quy mô kinh doanh trong năm nay. Do không được nhiều cái sao tốt đó chiếu mệnh nó phù trợ, quý vị không nên mở rộng cái quy mô một cách vội vàng và ồ ạt. Thưa quý vị, trong năm 2024 đầy sóng gió thì các bạn cũng cần phải đánh giá cẩn thận các rủi ro, tránh mạo hiểm và đầu tư quá nóng vội. Quý vị hãy luôn dành thời gian tìm hiểu và nắm bắt được những cái thay đổi của thị trường, duy trì một cách linh hoạt và theo dõi cái nhu cầu của khách hàng cũng như là gì cái xu hướng của cái ngành hàng của mình. Nếu mà có thể định vị được thị trường một cách chính xác và đưa ra được một cái chiến lược kinh doanh hợp lý phù hợp thì các bạn có thể duy trì được cái sự ổn định trong thị trường đầy toan tính cạnh tranh như hiện nay và đạt cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Với cái phong cách thận trọng vững vàng sẵn có thì sẽ giúp những người tuổi Sửu tránh được những cái tổn thất không cần thiết. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng đồng thời cũng có thể là giúp khiến cho quý vị bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư vì quá bảo thủ. Hơn nữa, thiếu sự nhạy bén về mặt tài lộc, kinh nghiệm quản lý tài chính thì còn yếu, là cái yếu tố khiến cho những người tuổi Sửu trong thời gian này lại không có được cái nguồn tiền bạc như ý muốn trong năm 2024. Bản mệnh có thể được người quen giới thiệu cho những cái cơ hội làm ăn, nhưng cái sự phán đoán có phần chủ quan của bản mệnh sẽ dễ khiến cho đầu tư một cách mù quáng, tính toán bị sai lệch, thậm chí là có thể bị lừa lọc về mặt tiền bạc. Do đó, khi đối mặt với những khoản đầu tư do người thân, do bạn bè giới thiệu, thì những người tuổi Sửu vẫn cần đề cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ càng các dự án sinh lời, tránh hành động một cách hấp tấp hay là tin người quá dễ dàng. Càng không nên tin vào những lời đề nghị hay lời hứa hẹn của những người khác. Vì thế, để mang lại cái may mắn về vận trình tài lộc, công danh sự nghiệp trong năm 2024, cũng như là để gia tăng cái tình cảm gia đạo của mình, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, về mặt tài lộc sự nghiệp thì của những người tuổi Sửu trong năm cũng có nhiều cái trắc trở, vậy nên là gì chúng ta cũng không nên chọn những người tuổi Sửu để xông nhà. Còn về mặt tình duyên gia đạo của những người tuổi Sửu, nói chung ấy, trong năm thì cũng khá là bình ổn. Cái mối quan hệ giữa các cặp đôi thì cũng cần được lưu ý một số cái biến cố bất ngờ nho nhỏ, bất đồng và những chuyện cãi vã vẫn có thể phát sinh giữa hai người. Vì vậy, những người tuổi Sửu cần phải đặc biệt chú ý hạn chế tối đa những cuộc cãi vã,
tránh đấu khẩu nảy lửa gây ra những cái ảnh hưởng không tốt cho cái tình yêu của cả hai người. Quý vị cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí đấy, và giải quyết vấn đề một cách là hòa bình sẽ giúp duy trì được cái mối quan hệ tốt đẹp hơn. Cuộc sống gia đình của những người tuổi Sửu trong thời gian này, đặc biệt là với những người đã kết hôn, thì cũng có thể xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Khi mà phát sinh vấn đề thì các bạn thường có xu hướng chọn cách giải quyết một cách là lạnh lùng. Cái điều này nó có thể làm phức tạp hóa cái vấn đề đơn giản mà không có lợi cho cái việc duy trì cái tình cảm vợ chồng. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là đừng chọn cách chạy trốn. Nếu không, vấn đề sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau đấy, để ngồi lại với các vấn đề và tìm kiếm cái giải pháp để duy trì cái sự ấm êm hạnh phúc. Trong cuộc sống bình thường ấy, thì các bạn nên hỗ trợ bạn đời của mình nhiều hơn, quan tâm đến cái đời sống tinh thần và cái cảm xúc của đối phương. Thường xuyên chia sẻ mọi cái chuyện lớn nhỏ với nhau là chìa khóa để kéo gần cái khoảng cách giữa hai bạn. Bản mệnh tuổi Sửu cũng nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là mối quan hệ với cha mẹ con cái. Đó chính là cái nền tảng để xây dựng một cái gia đình hòa thuận, êm ấm và hạnh phúc. Đối với những người tuổi Sửu mà muốn tiến vào cái chuyện hôn nhân trong năm nay là năm thích hợp, nhưng mà vẫn cần phải có một cái sự lựa chọn kỹ lưỡng, không để bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Bên cạnh đó, về mặt sức khỏe của những người tuổi Sửu trong năm 2024 thì cũng được ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng, nhưng mà vẫn cần phải lưu ý về vấn đề giữ gìn sức khỏe do cái áp lực công việc và những cái rắc rối trong cuộc sống nó có thể là đang đè nén những người tuổi Sửu trong thời gian này. Đó. Vậy nên là trong năm ấy, quý vị sẽ dễ gặp một số cái trường hợp khó chịu về thể chất, đặc biệt là các vấn đề về tiêu hóa và hô hấp. Do đó, cái việc duy trì cái thói quen làm việc và nghỉ ngơi hợp lý sẽ tăng cường thể dục thể thao là cái điều vô cùng quan trọng. Đồng thời, không thể bỏ qua cái việc điều chỉnh cái cảm xúc. Đôi khi ấy, có thể do cái áp lực công việc, áp lực gia đình mà cái tâm trạng của những người tuổi Sửu cũng thay đổi thất thường, suy nghĩ tiêu cực, tự mình làm khổ mình. Lúc này thì các bạn có thể thử một số cái hoạt động như là thư giãn, du lịch, đọc sách hay là ngồi thiền để giải tỏa cái áp lực tâm lý. Trong thời gian này thì đối với những người tuổi Sửu, đặc biệt là những người trung niên ấy, thì cũng cần đặc biệt lưu ý đề phòng các bệnh về tim mạch trong năm nay. Các bạn nên duy trì cái thói quen ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ ăn mặn, ngọt. Bên cạnh đó thì cũng cần phải chú ý đến cái sự an toàn của các hoạt động dưới nước. Đặc biệt là khi đi du lịch, đi chơi thì các bạn nên tránh xa những các môn thể thao dưới nước quá mạnh để tránh những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra. Đó. Đó là những người tuổi Sửu, con giáp xui xẻo thứ hai mà chúng ta không nên chọn làm tuổi sông nhà. Thì qua cái vận thế của những người tuổi Sửu, quý vị biết ấy, công danh sự nghiệp thì gặp nhiều cái trắc trở, tiền bạc thì thất thoát không ngờ. Đấy, đâm ra là quý vị cũng không muốn chọn những người như thế để sông nhà, đúng không ạ? Tiếp theo chương trình, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp thứ ba mà chúng ta kiêng kỵ tuyệt đối không nên chọn làm tuổi sông nhà. Cái tuổi này nó còn xấu hơn hai tuổi trên. Đó, cái vận thế của người này còn hung hiểm hơn rất nhiều. Vì thế quý vị tuyệt đối không nên chọn người này. Đó chính là những người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất trong năm thì bị cục diện là Thìn Tuất là tương xung. Mà quý vị đã biết ấy, cái chọn tuổi sông nhà của chúng ta phải lựa chọn theo cái tiêu chí là gì? Chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh. Mà đây chi lại bị gì? Khắc tuyến niên. Vậy nên là chúng ta không chọn những người tuổi Tuất. Nói chung trong năm 2024 nhận định đối mặt với nhiều cái cục diện là xung thái tuế và nhiều cái sao xấu nó chiếu mệnh. Vậy nên những người tuổi Tuất thì là một năm khá nhiều khó khăn và nhiều cái biến động, nhiều cái áp lực đối với những người tuổi Tuất. Mọi thứ những người tuổi Tuất muốn đạt được ấy, thì cũng cần phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy, và bỏ ra rất nhiều công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật mà tiêu xài lại nhiều do có nhiều cái hao tinh nó tác động. Vận trình thì có một chút khởi sắc hơn vào cái thời điểm cuối năm. Vậy nên những người tuổi Tuất có thể là kiên nhẫn để chờ thời. Thưa quý vị, về công danh sự nghiệp của những người tuổi Tuất trong năm 2024 ấy, thì kém khởi sắc hơn. Đấy. Rất khó để tìm thấy cái vận may và những cái cơ hội trong năm. Nhiều khi ấy, đương số cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ rất nhiều công sức nhưng mà kết quả thu được lại không được như ý. Trong năm nay, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, những người tuổi Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn và trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao thì không yên bình, khiến cho các bạn dù có hăng hái bắt tay vào công việc thì cũng luôn nhận lại phải cái sự phản đối, thậm chí là sự hãm hại ngầm của người khác. Vì thế, những người tuổi Tuất nên quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Nếu mà có ai đó chân thành góp ý, dù lời nói mất lòng thì quý vị hãy cũng cố gắng lắng nghe. Đó có thể là những người thật sự muốn tốt cho các bạn,
muốn trông thấy các bạn tiến lên, tiến bộ mỗi ngày. Ngược lại, những cái kẻ cố tình mà dùng cái lời ngon tiếng ngọt tiếp cận, nịnh hót thì cần phải giữ cái khoảng cách nhất định, không thể dễ dàng tin theo những lời đối phương. Đặc biệt, những người làm lãnh đạo thì nếu như các bạn không đủ giữ được cái đầu óc tỉnh táo thì rất dễ đưa ra những quyết sách sai lầm vì tin theo lời đối phương. Thì ngoài ra, những người tuổi Tuất trong thời gian này cũng khó đạt được những cái bước tiến nhanh chóng trong cái sự nghiệp, còn là do chịu cái tác động tiêu cực của cái thiên quan nó ăn ngữ. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mà các bạn còn nói những lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Khi một quan hệ đôi bên không hòa hợp thì cấp trên sẽ khó có thể giao cho bạn những cái cơ hội khẳng định bản thân, thậm chí là không tìm cớ gây khó cũng đã là tốt lắm rồi đó. Bên cạnh đó, trong năm ấy thì lại có sao Thiên Hư nó chiếu mệnh, khuyên bạn tốt nhất là không nên đắm chìm quá lâu trong những cái thất bại hoặc là những cái điều không như ý. Thiên Hư Thiên Khốc là nói chung là chủ với sự buồn phiền. Như vậy thì gia chủ sẽ chỉ gì? Ngày một buồn chán và thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Thay vì than thân trách phận hay là oán giận mọi người xung quanh ấy, thì những người tuổi Tuất nên nhìn thẳng vào cái sự thật để rút ra cái kinh nghiệm từ những cái sai lầm của mình. Nếu mà có lỗi với ai đó thì cũng chủ động xin lỗi, đừng có để cái tôi của mình lên cao quá. Ai giúp sức mình thì cũng gì thể hiện cái sự biết ơn. Có như vậy thì các mối quan hệ của các bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng. Thưa quý vị, bên cạnh cái công việc nó gặp khó khăn, gặp trắc trở, nhưng mà ấy, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tuất cũng không được mấy suôn sẻ. Vận khí thăng trầm do cái thái tuế nó chi phối, cùng với những cái suy thoái kinh tế, nên là hơn ai hết, những người tuổi Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng cái sự khó khăn về tài chính trong năm 2024, cái năm Giáp Thìn này. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh thì liên tục gặp bất lợi, thậm chí là có doanh nghiệp phải đóng cửa và phá sản, mất trắng. Theo đó, cần phải cẩn trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh cái lối tiêu xài phung phí, mù quáng, kẻo lại gây ra những cái rắc rối. Đấy, đương số sẽ trắng tay, thậm chí là rơi vào cảnh nợ nần, phá sản. Với những người làm công ăn lương thì công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo thì gây khó dễ, khiến cho các bạn vất vả lắm mới có thể là hoàn thành được những nhiệm vụ được giao. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại sẽ khiến các bạn phải phạm phải những sai lầm, phải dùng tiền túi của mình bỏ ra để đền bù cái thiệt hại. Thưa quý vị, có thể thấy rằng cái năm 2024 năm Giáp Thìn này, những người tuổi Tuất làm việc hết sức là cẩn thận để đảm bảo cái đồng tiền lương của mình, hạn chế gây ra những cái tổn thất. Trên thực tế, nếu như các bạn chăm chút cho công việc của mình, không nề hà vất vả thì cuối năm ấy, công sức của các bạn cũng sẽ được ghi nhận và có khoản thưởng nóng, dù không dồi dào đi nữa nhưng mà cũng sẽ vẫn sẽ có, xứng đáng với cái công sức và cái nỗ lực của gia chủ trong suốt thời gian vừa qua. Với những người làm kinh tế thì các hung tinh như đại hao, tuế phá nó liên tiếp nó xuất hiện, nó báo hiệu cho các bạn những cái thách thức có thể gặp phải những cái vấn đề về tiền bạc. Sức cạnh tranh trong năm thì lớn, thời buổi người khôn của khó, những người tuổi Tuất làm gì cũng cần phải suy tính một cách chu toàn, tích lũy đầy đủ kiến thức chuyên môn để không bị kẻ xấu dắt mũi lừa gạt về mặt tiền bạc. Hết sức cẩn thận khi tham gia vào các lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được răng ra sẵn, chỉ chờ các bạn bất cẩn nhảy vào mà thôi. Trong năm 2024, năm Giáp Thìn, bạn không cần phải quá vội vàng mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng ấy là làm gì cũng cần phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu các bạn vội vã chạy theo cái xu thế của thị trường mà bỏ qua những cái chất lượng thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu cái cảnh vỡ nợ, lỗ vốn, khách hàng thì quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu muôn đời. Tình hình sức khỏe trong năm cũng bị suy giảm, cũng sẽ tốn của các bạn một cái khoản tiền không hề nhỏ cho cái việc là thăm khám. Vì thế mà các bạn cần phải gì cầm tiền trong tay ấy, cũng cần phải chi tiêu một cách hết mức tiết kiệm, không nên hoang phí cho những cái sở thích nhất thời hoặc là những cái nhu cầu không cần thiết, không thực tế. Nếu không, khi có chuyện cấp bách xảy ra thì các bạn sẽ không thể nào có đủ tiền để xoay vòng vốn, thậm chí là vay mượn người khác cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tài lộc tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến với những người tuổi Tuất. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn và lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất.
thì bên cạnh cái sự nghiệp trắc trở, tiền bạc tài lộc thì khó khăn, tình duyên của những người tuổi Tuất ấy thì nó may mắn hơn một chút. Các cụ nói là đen tình đỏ bạc thì nó rơi đúng vào những người tuổi Tuất. May mắn là cục diện ngũ hành tương sinh với lưu niên nên là đem lại nhiều cái điểm sáng cho những người tuổi Tuất trên phương diện tình cảm nhân duyên. Dù phải đối diện với nhiều cái sóng to gió lớn ngoài xã hội thì may mắn là khi về nhà các bạn vẫn nhận được cái sự động viên, cái sự an ủi của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà các bạn cảm thấy là như được tiếp thêm cái dũng khí và cái nguồn năng lượng mới cho mình. Với những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp thì các bạn sẽ nhận được cái sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi các bạn không cần phải nói, đối phương cũng có thể là đoán được những cái mong cầu của các bạn là gì. Vì thế bạn sẽ luôn cảm thấy mình đắm chìm trong cái hạnh phúc. Gia đình chính là cái tổ ấm bạn mong muốn được quay trở về sau mỗi lần làm việc vất vả. Nói chung năm 2024 có thể thấy rằng cái áp lực công việc và tài chính nó tăng lên rõ rệt. Các bạn nên tâm sự và san sẻ với người ấy, với bạn đời của mình, với những người thân yêu. San sẻ những cái gánh nặng của mình để có được cái sự nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể có cái góc nhìn nhận đúng đắn hơn về các khía cạnh mà các bạn có thể bỏ qua, đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Với những người còn độc thân thì trong năm 2024 các bạn sẽ có cơ hội là nên duyên với một ai đó hay là gì, không hoàn toàn phụ thuộc vào chính các bạn. Nếu mà các bạn tự chủ, tự tin, chủ động, chịu mở lòng mình ra với mọi người xung quanh ấy, thì có thể gặp được một cái người phù hợp với hoàn cảnh một cách là bất ngờ. Còn ngược lại, nếu các bạn chỉ thích sống trong thế giới riêng tư, không quan tâm đến những cái việc giao lưu, kết bạn, thì một nửa cần thiếu của các bạn rất khó có thể xuất hiện trong thời gian này. Cho dù các bạn được người thân quen giới thiệu đi chăng nữa thì cũng khó có thể là gặp, chỉ có thể là những cuộc gặp gỡ thoáng qua và không mang lại cái kết quả gì tốt đẹp. Vậy nên những người tuổi Tuất còn độc thân hãy mở lòng mình ra để đón nhận cái tình yêu mới, để có cuộc sống là trọn vẹn, hạnh phúc, đủ đầy. Và để tăng cường cái vận trình nhân duyên của mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh ngộ thân. Thì bên cạnh cái tình duyên tốt đẹp ấy, thì cái sức khỏe của những người tuổi Tuất trong thời gian này nói chung là nó cũng lại giống như là cái tài lộc và cái sự nghiệp, nó cũng không được khả quan, chủ yếu là do bản mệnh chịu tác động quá nhiều cái áp lực của công việc và của cuộc sống nó mang lại. Công việc thì bận rộn, rắc rối nó xảy ra liên tiếp khiến cho những người tuổi Tuất phải gồng mình lên gánh chịu, thậm chí còn không đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà các bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh nó ập đến và là cái điều không thể tránh khỏi. Nếu mà cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì tốt nhất quý vị nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu ngày mà nó sẽ gây ra tình trạng bạo bệnh, ngày một trở nên nặng và nguy hiểm hơn. Trên cái lĩnh vực tinh thần thì nếu mà cảm thấy quá căng thẳng, suy nghĩ bi quan thì các bạn cần tâm sự với người thân hoặc với những người đáng tin cậy ngay lập tức, chớ một mình chịu kẻo lại gây ra những cái hệ lụy không đáng có. Cái việc trò chuyện với những người xung quanh ấy, chắc chắn sẽ khiến cho các bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó. Thưa quý vị, như vậy là gì? Những người tuổi Tuất vận khí thì tài lộc, công danh, sự nghiệp thì đều không tốt, chỉ có tình cảm thì được bình hòa. Vậy nên lại gặp cái cục diện là xung khắc với Thái Tuế. Vì thế mà năm 2024, năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Tuất cũng là những con giáp chúng ta không nên xông nhà, không nên lựa chọn làm tuổi xông nhà trong năm 2024. Quý vị thân mến, tiếp theo con giáp thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ không phù hợp để chọn làm tuổi xông nhà, đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, xét về cái tử vi năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì những người tuổi Thìn có một năm có nhiều cái biến động quan trọng đối với những người tuổi Thìn. Trong năm thì nói chung gặp cục diện phá Thái Tuế chi phối mạnh mẽ, lại thêm cái bất lợi của cái hạn tan tai nữa, nên là cái hung vận thì nó xáo trộn, đương số gặp nhiều cái bất lợi và cái thách thức ở mọi phương diện trong cuộc sống. Thưa quý vị, người xưa có câu nói là gì? Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hữu họa, cũng là cái lý do vì thế. Cho dù bản thân những người tuổi Thìn có ý chí kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và gia cảnh tốt thì cũng sẽ tỏ ra rất nhỏ bé trước những khủng hoảng, những khó khăn, những cái hung họa do cái thời cuộc khách quan nó mang lại. Một số ít thì có thể rơi vào cái cảnh u uất và chán trường, thậm chí là gì, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Nói chung, điểm báo tử vi cho thấy trong nửa đầu năm 2024 có thể khó khăn, chồng chất khó khăn, thách thức không ngừng xuất hiện. Nhưng mà nửa cuối năm ấy, cái vận khí của những người tuổi Thìn ấy sẽ được đảo chiều. Đấy. Quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi mà thực hiện những công việc sẽ khiến cho những người tuổi Thìn được ban lãnh đạo ghi nhận, cuối cùng cũng đạt được những kết quả tốt đẹp vào cái thời điểm cuối năm. Kèm theo đó là những cái lời khen thưởng xứng đáng. Nên là quý vị đừng vội nản lòng, cứ nỗ lực, quyết tâm thì sẽ đạt được những cái thành tích mà mình mong muốn. Tuy nhiên, cái vận khí của những người tuổi Thìn là không tốt, vì thế quý vị cũng không nên chọn con giáp này làm cái tuổi xông nhà
trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, về công danh sự nghiệp của những người tuổi Thìn thì không được mấy thuận lợi. Trong năm trong tuổi của mình, bản mệnh sẽ gặp nhiều cái vấn đề phiền não về cái áp lực do thái tuế nó gây ra. Dù đã nỗ lực nhưng mà không có cách nào đảm bảo được mọi việc được thuận lợi, thuận buồm xuôi gió ngay từ đầu. Tổng thể quá trình thì sẽ luôn xuất hiện một số cái rắc rối nửa chừng do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan đã mang lại với những người tuổi Thìn. Đặc biệt đối với những người mà mới khởi nghiệp hoặc là những người bắt đầu kinh doanh buôn bán ấy, cái việc thiếu kinh nghiệm có thể khiến cho đương số va vấp rất nhiều, tốn cả công sức lẫn tiền bạc, mọi thứ vẫn chưa được đâu vào đâu, thậm chí nhận lại những cái thất bại thê thảm. Cái mức độ cạnh tranh trong năm cũng được dự đoán là nó tăng tiến mạnh. Vốn là những người có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên dễ xảy ra bất đồng với những người xung quanh. Dù chỉ là những cái ý kiến trái chiều từ cái vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể là làm cho chuyện bé xé ra to, dẫn đến những cái bất hòa gay gắt. Thưa quý vị, chủ động gây hấn như vậy sẽ chỉ càng khiến cho các bạn gặp bất lợi mà thôi. Tốt nhất là nên chăm chỉ và làm tốt cái công việc của mình, giữ thái độ dĩ hòa vi quý và khiêm tốn là cách bảo vệ bản thân tốt nhất trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đầu tư trong năm nay cũng không nên mù quáng bỏ qua cái rủi ro nó tiềm ẩn, mà nên áp dụng cái chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Thì ngoài ra ấy, khi đàm phán kinh doanh thì những người tuổi Thìn cũng cần phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa gạt về mặt tiền bạc. Đối với doanh nhân cũng như những người làm ăn kinh doanh ấy, thì mệnh chủ có thể gặp nhiều cái vấn đề khó khăn trong quá trình điều hành cái doanh nghiệp, hoặc là gì, một mình không thể cáng đáng giải quyết hết được mọi việc. Bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi những đối mặt với cái sự cạnh tranh khốc liệt của cái thị trường, gặp phải những cái đối thủ mạnh, thậm chí là có thể bị cướp đoạt cái ý tưởng kinh doanh. Vì vậy lúc nào quý vị cũng cần phải giữ cái đầu lạnh, suy tính đường đi nước bước một cách cẩn thận, chủ động phân tích những cái tình huống và có biện pháp đối phó nhanh và phù hợp với cái thời cuộc. Dù vận quý nhân trong năm nó không nhiều, nhưng mà khi thực sự cần thiết thì nên chủ động tìm kiếm những cái kinh nghiệm, cái kỹ năng từ những người bạn bè thân thiết hoặc là từ cấp trên, từ những người thầy của mình. Quý vị có thể giải quyết được những vấn đề theo cái hướng đúng đắn hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Thìn cũng cần phải lưu ý rằng cái năm nay không nên mở rộng cái quy mô làm ăn một cách mù quáng, cũng không nên quá đi sâu vào cái lĩnh vực mới, nếu không ấy, sẽ chỉ mang cái gánh nặng về kinh tế mà thôi. Đối với những người ở cái ngưỡng tuổi trung niên ấy, thì quý vị nên cân nhắc cái việc nghỉ ngang chừng, thay đổi công việc vào năm 2024. Nếu không muốn khi mà từ bỏ công việc hiện tại, các bạn sẽ có thể thất nghiệp một thời gian khá là dài. Tuy nhiên ngày xưa các cụ có câu là gì? Vật cực tức phản. Đấy, nghịch cảnh nó là một cái cơ hội tốt nhất để tôi luyện cái bản thân và giúp cho những người tuổi Thìn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên ý chí hơn. Hơn nữa, năm nay các bạn cũng sẽ được các ngôi sao tốt lành nó phù hộ, như là chính ấn và hoa cái. Vào tình huống nguy cấp nhất thì có thể sẽ có cái bước chuyển một cách bất ngờ. Khi mà tuổi Thìn thoáng có cái ý định bỏ cuộc thì các bạn có thể là nhận được cái sự động viên từ những người khác. Khủng hoảng có thể là sẽ nhanh chóng được hóa giải, được giải quyết, cho dù đó là một vài lời động viên, nhắc nhở hay là hỗ trợ tài chính. Đấy. Những cái điều này rất hữu ích đối với những người tuổi Thìn. Nhìn chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì rất cần những người tuổi Thìn phát huy cao độ cái khả năng làm việc mạnh mẽ của mình, suy nghĩ thực tế và chăm chỉ, sẵn sàng đương đầu với mọi biến cố nó có thể ập đến, làm giảm thiểu cái rủi ro của mình. Thông qua việc trau dồi bản thân, duy trì cái thái độ lạc quan và tích cực ấy, và giảm bớt cái cảm giác bốc đồng, thì những người tuổi Thìn có thể vượt qua cái giai đoạn này một cách là gì? Nhanh chóng và hanh thông. Vì thế, trong năm 2024, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tài lộc, tiền bạc cũng như là cái sự nghiệp của mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi Thìn. Đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó gặp trắc trở, đó, công việc làm ăn thì gặp khó khăn, phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn cũng khó tránh khỏi những cái tác động bất lợi từ cục diện trực thái tuế nó mang lại. Tiền bạc thì cứ đội nón ra đi mà không rõ nguyên nhân, không rõ nguồn cơn, làm ăn thì thiếu hiệu quả, đầu tư thì có thể bị thua lỗ, tình trạng kinh tế thì gặp nhiều khó khăn và cái áp lực. Con giáp này vốn có khả năng, nhưng mà cái tình hình nó khó khăn chung ấy khiến cho các bạn khó có thể phát huy được trọn vẹn. Cái việc kiếm tiền nó trở nên vất vả và tốn rất nhiều cái công sức,
nhưng thu nhập chưa thật sự được khả quan như mong đợi. Hơn nữa, những người sinh năm Thìn còn coi thường các khoản thu nho nhỏ và luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn thông qua các dự án đầu tư, quản lý tài chính để có thể hiện thực hóa được cái quyền tự do tài chính của mình. Lý tưởng tuy rất tốt nhưng hiện thực lại rất phũ phàng. Cái vận khí nó ảm đạm trong năm khiến cho những người tuổi Thìn ấy rất khó đạt được cái tâm nguyện của mình. Thậm chí quá mức cố chấp còn có thể là mất hết cả vốn lẫn lãi. Có câu nói tích tiểu thành đại, các khoản tiền dù ít hay là nhiều đều do cái công sức của bản thân các bạn làm nên. Một lý do nữa khiến cho cái tiền bạc của những người tuổi Thìn bị thất thoát nhanh chóng là do những người tuổi này thường tiêu tiền rất là bất cẩn. Các bạn có thói quen thích tiêu dùng hoang phí, sa đà vào cái lối sống hưởng thụ và có thể gì kết bạn xấu trong năm nay. Những cái hành vi này có thể tác động tiêu cực đến cái tài sản, đến cái tài lộc của những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người làm ăn kinh doanh thì nên đề cao cái vấn đề đạo đức, đừng có cố gắng làm giàu bằng những cái thủ đoạn bất hợp pháp. Đừng quên năm nay thì cái vận hạn rất là lớn. Những cái hành vi như vậy thì không chỉ làm phá hoại về cái mặt đạo đức mà còn khiến cho bản mệnh có thể vướng vào cái vòng lao lý, kiện tụng, tù tội, phá hủy tất cả những cái gì mà quý vị đã gây dựng được. Nói chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng không nên mở rộng cái quy mô làm ăn. Tốt nhất là nên làm tốt những cái việc hiện tại hoặc là tiếp tục hoàn thành những cái kế hoạch đang còn dở dang ở thời điểm hiện tại. Đầu tư phải tùy thuộc vào cái năng lực của bản thân, không nên mù quáng chạy theo cái xu hướng hay là nghe theo lời dụ dỗ, chào mời mà vung tiền bất chấp. Làm gì thì quý vị cũng nên coi trọng cái chi tiết khi mà tiến hành từng bước một, tính toán một cách thật kỹ lưỡng giữa cái lợi và cái hại, làm đến đâu thì chắc đến đấy. Đối với những người làm công ăn lương thì cái sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến cái nguồn thu nhập chính của các bạn. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá cái sự việc, quý vị cũng phải bỏ tiền túi ra để đền bù cái thiệt hại. Nhìn chung cái vận khí trong năm nó không tốt, đương số cần phải quản lý tiền bạc một cách cẩn thận, tránh rủi ro, tránh lãng phí, hạn chế những cái khoản vay mượn, cũng như là gì, không nên tùy tiện cho người khác vay tiền mà không tìm hiểu kỹ. Và hãy cẩn thận với những cái trò gian lận lừa đảo của đối phương. Trong năm thì quý vị cũng đừng phô trương cái sự giàu có của mình, kẻo lại khơi dậy cái tính toán của những kẻ xấu. Đấy. Rồi lại rơi vào cái bẫy mất tiền mất bạc do kẻ tiểu nhân đã bày sẵn ra. Trong năm thì quý vị cũng cần phải lập kế hoạch ngân sách chi tiết để giảm thiểu những cái khoản chi phí không cần thiết, tránh xa cái chuyện cờ bạc đỏ đen. Tất nhiên, tiết kiệm thì không có nghĩa là quá là chi li. Quý vị đừng có quá thắt chặt chi tiêu trong cuộc sống mà các bạn có thể gì tự thưởng cho mình những cái lúc đúng chỗ và giữ ở cái mức độ là vừa phải. Vì thế để gia tăng thêm vận may cho mình thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Về mặt tiền bạc tài lộc thì nó bị vận xui nó đeo bám. Bên cạnh đó thì cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Thìn cũng không được như ý, nó gặp nhiều cái điều bất ổn. Cái cục diện thái tuế nó ăn ngữ nó giáng xuống khiến cho cái phương diện tình cảm đời sống hôn nhân của những người tuổi Thìn nó chịu ảnh hưởng rất lớn, càng làm thì lại càng gia tăng cái gánh nặng của cuộc sống và khiến cho tinh thần của bản mệnh bị sa sút. Người độc thân thì có những cái trải nghiệm bản thân lên xuống một cách thất thường. Dù được ngũ hành lưu niên nó tương sinh và cái cát tinh của cái hoa cái nó mang tới cái vận đào hoa, nhưng mà thái tuế nó áp đỉnh, nó khiến cho phần lớn đều là đào hoa xấu. Người gặp nhưng mà không ở lại, tình cảm thì nhiều cái dở dang bẽ bàng. Năm nay các bạn tốt nhất không nên duy trì quan hệ mập mờ với những người khác giới, nếu không ấy, người bị tổn thương sau cùng chính là các bạn mà thôi. Với những người đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng đứng trước nhiều cái thử thách khi mà cái điểm báo cho thấy là có thể sẽ có người thứ ba xuất hiện vào trong cuộc sống gia đình. Về phía bản thân thì bản mệnh cũng nên giữ khoảng cách với những người khác giới, tránh những cái cám dỗ về tình cảm để không phá hỏng cái danh tiếng và cái sự nghiệp cũng như là cái hạnh phúc của mình. Còn nếu là người bị hại thì trong mọi tình huống quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì cái lý trí, kiềm chế cái tính nóng nảy, kẻo lại dẫn đến cái chuyện xô xát, thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng thì nên san sẻ với nhau nhiều hơn để gia đình được an vui và hạnh phúc. Với các cặp đôi đang trong cái quá trình tìm hiểu thì cả hai cần có sự kiên nhẫn, bao dung nhiều hơn, tăng cường trao đổi trong chuyện giao tiếp đấy với đối phương để các mối quan hệ nó được bền lâu. Thực tế thì năm nay tâm tính của những người tuổi Thìn nó bất ổn, cảm xúc thì lên xuống một cách thất thường, có thể gây ra những cái ảnh hưởng khó chịu cho nửa kia. Cách hành xử nóng nảy vô lý của các bạn có thể khiến căng thẳng được leo thang, tình yêu thì lúc này rất dễ đứt cánh giữa đường. Đào hoa trong năm nó tăng lên cũng giúp cho bản mệnh vượng nhân duyên với những người khác giới, nhưng bên cạnh đó nó lại không có lợi cho những người đã có đôi có cặp hoặc là những người đã có gia đình.
Thì đây là cái lúc mà các bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp với các mối quan hệ xung quanh. Đấy. Dù là trong công việc, xã giao thì quý vị cũng đừng để vướng vào những cái mối quan hệ phức tạp và những cái lời đồn không đáng có. Vì năm nay là cái năm tuổi nên là không thích hợp để đưa ra những quyết định kết hôn. Nếu mà tình yêu chín muồi rồi thì cả hai người thực sự muốn xây tổ ấm cho mình thì cũng nghiên cứu kỹ về cái phương pháp hóa giải thái tuế ngay từ đầu. Thưa quý vị, vì thế để gia tăng thêm may mắn cho mình để hóa giải cục diện xung sát, đào hoa xấu thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Thưa quý vị, bên cạnh cái tình duyên nó bị sa sút, công việc thì khó khăn, tiền bạc thì bị thất thoát, cái sức khỏe của những người tuổi Thìn trong năm cũng không được như ý do là cái cục diện trực thái tuế nó ăn ngữ lại bị tan tai nó tác động nữa. Vì vậy quý vị đừng xem nhẹ bất cứ cái vấn đề nào về sức khỏe dù là nhỏ nhất. Đầu tiên hãy cố gắng tránh thức khuya, duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, ngủ đủ giấc để cơ thể được phục hồi cái năng lượng đủ để đối phó tốt với những cái áp lực khác nhau trong cuộc sống. Thứ hai là chú ý đến cái thói quen ăn uống sinh hoạt, tránh ăn quá nhiều hoặc là bỏ bữa, duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, hạn chế ăn những đồ cay nóng, kích thích, ăn nhiều rau củ quả để duy trì cái sức khỏe được tốt hơn. Trong năm 2024, gia chủ cũng nên quan sát cái tình trạng sức khỏe của mình thường xuyên. Khi mà nhận thấy có cái biểu hiện khó chịu thì quý vị nên đến bệnh viện khám chữa ngay để chẩn đoán kịp thời, điều trị cho phù hợp. Đừng có né tránh cái việc điều trị y tế, cũng gì đừng ngại tốn tiền, nếu không sẽ rất có thể là gì trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất. Càng chậm thì số tiền chi phí cho cái căn bệnh nó lại càng nhiều, bệnh cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đương số đi đứng trong năm cũng cần phải cẩn thận, tránh xa rượu bia khi mà tham gia giao thông, kẻo lại gặp cái họa huyết quan, nhẹ thì bị trầy xước tứ chi, nặng có thể là gì phải can thiệp đến dao kéo. Thì ngoài ra do vận khí trong năm nó ảm đạm nên các bạn cũng nên duy trì cái sức khỏe tinh thần, tránh những cái tác động tiêu cực của cái sự lo lắng đấy, của cái sự căng thẳng lên cơ thể. Khi mà các bạn vui vẻ nhìn cuộc sống với con mắt tích cực thì sẽ có thể đẩy lùi được những cái bệnh tật. Dù có khó khăn tới đâu thì cũng hãy đối diện với mọi thứ đã xảy ra hiện tại với một cái tinh thần lạc quan để có thể vượt qua những cái trở ngại tốt nhất và hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn. Thưa quý vị, đó là tuổi Thìn, con giáp thứ tư mà chúng ta không nên chọn làm tuổi trong nhà. Thưa quý vị, như vậy là trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta có 4 con giáp tuyệt đối cấm chọn làm tuổi sông nhà, kẻo gặp những cái chuyện đại hạn không may mắn. 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Sửu, 3 tuổi Tuất, 4 là tuổi Thìn. 4 tuổi này có vận khí không tốt, không phù hợp chọn làm tuổi sông nhà trong năm 2024. Đó. Thưa quý vị, nói chung cái việc chọn tuổi sông nhà sông đất là một cái điều hết sức quan trọng vào cái dịp đầu năm. Nó sẽ giúp cho gia chủ có được sự tự tin, có được sự bản lĩnh để thể hiện mình trong năm mới và có được cái những điều may mắn nhất định trong tương lai. Vì vậy cái việc chọn tuổi sông nhà trong năm nó cũng là một cái điều hết sức quan trọng mà gia chủ phải lưu tâm để có được một năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp xui xẻo nhất trong năm 2024 tuyệt đối không nên chọn làm tuổi sông nhà, đúng không ạ? Và trong năm 2024 chúng ta có 3 con giáp may mắn để làm tuổi sông nhà, đúng không ạ? Thứ nhất là những người tuổi Dậu, thứ hai là những người tuổi Tý và thứ ba là những người tuổi Thân. Thì quý vị cứ chọn 3 tuổi Dậu, Tý và Thân thì để được cát lành và may mắn nhất. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.